Let's go. Yeah. Ok, chào anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip troll anh em, đó là dùng cải trang Fize cấp 3 đi troll anh em. Những anh em làm mặc cải trang đệ tử nha, đệ tử của Fize ấy. Anh em biết không? Những cải trang gì đấy mình không nhớ lắm, nhưng mà mình sẽ đi troll. Ok. Giờ mình sẽ chuyển khu tìm những anh em nào mặc cải trang đệ tử của Fize. Khi mình mặc cải trang vào mình tìm xem nào, mình sẽ tìm. Mình sẽ ra làng Kakarot. Ở đây thì Kakarot vách núi, cứ đảo qua đảo lại thôi, xem có thanh niên nào không. Cái kia thanh niên này, một thanh niên này rồi. Đấy. Đây cải trang Android đúng không? Android phải là đệ tử của Fize đúng không? Mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà thử xem nào. Không phải đâu, thanh niên BK rồi, thôi thanh niên BK rồi, không làm ăn được gì rồi. Thôi lại phải qua nữa, chờ thanh niên BK xong ấy, chắc là ấy rồi. Ôi ông kia mời BK kìa, sợ quá, mẹ mày VIP chẳng ơi. Không chơi đâu anh ơi, anh yêu rồi. Anh yêu ơi, em sợ lắm. Ok, mình sẽ đổi khu thôi. Khu 2. Sử dụng bông tai. Mình sẽ bỏ bông tai ra và bỏ cả trang ra và thách đấu thì sẽ dễ hơn. Thanh niên sẽ không biết mình tưởng mình cùi. Chạy nhanh thế mẹ tổ sư. Thanh niên này không phải rồi. Nào, cố lên nào. Đây rồi, một thanh niên mới, vừa mới tìm được. Đồng ý đi cưng ơi. Cái Android 14 hay 13 mình không nhớ lắm, nhưng mà không biết phải không. Thanh niên này có phải là đệ tử của Fize không? Nhưng không phải rồi. Không phải đệ tử của Fize rồi. Không thấy hiện đi là đại ca Fize. À đồng ý đã mặc sang Fize đâu. Mình phải mặc cả trang Fize thì mới hiện là Fize đại ca này, đúng không? Thế như vậy không sao. Ok, mình sẽ mời tiếp một thanh niên đây. Gạ thanh niên BK xem thế nào. Ok. Có vẻ nguy cơ cao đấy. Chuẩn bị hợp thể này. Hợp thể xong mình sẽ đeo cái trang Fize. Rồi. Bật cả trang Fize vào. Đậu xanh chạy luôn. Chưa kịp gì đã chạy rồi. Chưa làm gì đã chạy rồi. Vãi. Đây rồi, đây mình đã tìm được thanh niên là 700k HP, hợp thể. Mình mời rồi. Ôi, thanh niên đồng ý rồi đấy. Thanh niên đồng ý rồi. Mình sẽ biến khỉ và cũng đánh như bình thường thôi, cho thanh niên tưởng tượng là cứ như là tưởng là mình đang đánh với nhau bình thường. Cũng khiên khiết các thứ chứ. Thanh niên đánh một HP thì bắt trưởng, mình đeo cả trang Fize. Mình thấy là mình đứng yên một chỗ thanh niên này cũng không chết được. Đấy, trên đầu luôn là hiện Fize đại ca. Thanh niên không biết gì, vẫn đánh bình thường. Chết rồi. HP thanh niên là 2 triệu HP, mình đây có mấy trăm. Mình sẽ đeo khiên lên mà, mình sẽ mặt bật khiên lên là thanh niên sẽ đánh 1-1 HP thì cứ tưởng là mình bật khiên. Xong rồi cùng thanh niên hết khiên rồi mình đánh. Nguy cơ là sẽ thắng. 1 triệu mốt rồi. Rồi, 900, 800, 700, 600, 500, 300, 200, chạy đi. Lại thanh niên chạy, thanh niên chạy. Ở đây có thanh niên 10BK này, ngon, chim. Ây da, chưa gì đã khóa rồi, chưa đã trói rồi. Không sao, mình có thể chịu được, không sao. Hai, không biết cái gì phải đi chôn anh em này, đeo cả trang Fize chôn anh em này. BK và thanh niên này 200k BHP à? Cũng căng ấy. Ô, đấm thấm phết đấy, đùa đâu. 19k HP, 20k. 20k HP, 50k, 40k. Thốn phết. Hai. Mình sẽ tài tạo năng lượng. Oh, what the fuck, mất mạng. Đâu rồi, đi chôn anh em mà không thấy ai thế này. Mình sẽ cởi cả trang Fize và bỏ hợp thể. Thì nguy cơ sẽ rủ BK, gã BK được cao hơn.
À đâu rồi? À kia, đây 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 đây. Phải xem cái này là đệ tử của Phi Dê không? Đúng rồi, đệ tử của Phi Dê. Rồi, thay đầu luôn. À đu. Gà Bika được. Thằng này chất mình chưa gạ mà nó đã gạ mình rồi. Không sao. Mình sẽ cho nó biết sự lợi hại của mình. Từ 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 mình hợp thể đã, hợp thể xong mình đầu mình dùng dùng cái trang Phi Dê. Ấy đánh nha. Rồi, trừ 1 HP nhá thanh cưng. Trừ 1 HP. Thanh Liên không biết gì, vẫn chưa biết gì. Mình vẫn phải bật khiên lên bình thường, như bình thường bật khiên lên để cho Thanh Liên tưởng là cái gì đấy. Không sao, không sao, Thanh Liên chưa biết gì. Cố lên, cố lên, cố lên. Thanh Liên chắc cái gì kìa. Thanh Liên chắc cái gì kìa. Có thể là chửi bậy sao mới ra là cái từ từ sao nó sẽ không được hiện ra. Có thể là chửi bậy, có thể là chửi bậy hoặc là cái gì đấy, hack hay hot gì đấy, có thể là hack. Thanh Liên ngáo hơ. Ok, cảm ơn anh đã xem và hẹn anh trong video sau, và nhớ đừng quên để lại một like, một subscribe channel mình. Rất cảm ơn video đó, và hẹn anh trong video sau. Video này mình troll anh em, một số anh em chưa biết rằng là khi mình mà cả trang video vào thì đệ tử của video sẽ không đánh được sư phụ và sẽ trừ 1 HP, nhưng anh em không biết rằng như thế. Và xin hẹn gặp anh trong video sau. Bye bye.